Chào mừng bạn quay trở lại với kênh Học Làm Phim và mình là Huy. Tiếp nối series review trên tay đánh giá các sản phẩm phụ kiện hỗ trợ quay phim, quay video thì ngày hôm nay mình đang có đây chiếc màn hình Viewer F570 4K. Chiếc màn hình này thì có những điểm gì ưu việt và nó sẽ phù hợp với nhu cầu sử dụng của những ai? Các bạn hãy cùng mình khám phá trong nội dung video ngày hôm nay nhé. Đi vào phân tích và đánh giá cụ thể thì có thể thấy được điểm đầu tiên ở chiếc màn hình Viewer F570 là nó được thiết kế khá nhỏ, chỉ tương đương với một chiếc điện thoại mà thôi. Vì vậy, các bạn có thể dễ dàng bỏ túi hay nhét vào ba lô, cặp sách, túi sách. Đây vừa là ưu điểm nhưng cũng vừa là nhược điểm vì chúng ta sẽ chỉ có một kích thước màn hình hiển thị ở đây khá là nhỏ. Và nếu các bạn có nhu cầu sử dụng những màn hình với kích thước lớn hơn để nhìn hình ảnh chi tiết và rõ ràng hơn thì mình nghĩ rằng Viewer F570 sẽ chưa đáp ứng được kỳ vọng của các bạn, bởi với một màn hình chỉ có kích thước khoảng 5,7 inch mà thôi. Và điểm tiếp theo thì chúng ta sẽ có một màn hình với màn phủ IPS sẽ giúp chúng ta thể quay tốt ở điều kiện ngoài trời với ánh sáng ngắt mà không lo việc khó nhìn. Mình đã gặp tình huống khi sử dụng màn hình LCD của camera như chiếc A6500 của mình, khi ra ngoài trời thì sẽ rất khó có thể nhìn được các hình ảnh bởi vì nó quá chói. Nhưng với màn hình này thì các bạn hoàn toàn phải yên tâm, chúng ta sẽ sử dụng cực kỳ tốt. Và ngoài ra, trong hộp sản phẩm chúng ta sẽ có thêm một phụ kiện gắn lên để giúp giảm chói sáng khi quay ở ngoài trời. Tiếp theo thì chiếc màn hình của chúng ta sẽ có thể sử dụng bằng hai cách. Một là dùng nguồn điện trực tiếp như mình làm khi nãy. Hai là chúng ta có thể gắn pin rời ở ngay phía sau thân máy như thế này. Nó quá hợp lý cho một chiếc màn hình nhỏ gọn, có thể mang đi đến bất cứ nơi nào. Và để kết nối camera với F570, chúng ta sẽ có một cổng HDMI in nằm ở phía dưới thân máy. Ngoài ra, nó có được trang bị thêm một cổng HDMI out giúp chúng ta thể out nó ra một màn hình thứ ba. Như vậy chúng ta sẽ có 3 màn hình có thể hiển thị được cùng một lúc: camera của máy này, màn hình F570 này và một màn hình thứ ba nữa. Đi vào những tính năng chính của chiếc Viewer F570, đầu tiên phải kể đến tính năng histogram. Thì cũng giống như trên các thiết bị camera, chúng ta cũng có được một màn hình hiển thị các vùng sáng tối ở trên biểu đồ histogram ở vị trí này. Tuy nhiên thì nó lại được thiết kế khá bé. Nhưng mà với F570 thì mình sẽ không sử dụng histogram để đo sáng, mà mình sẽ sử dụng một tính năng vượt trội hơn, ưu việt hơn, đó là Face Color. Face Color sẽ cho phép chúng ta thể đo sáng theo các mảng màu như thế này. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về cách đo sáng bằng Face Color thì hãy click vào đường link, mình sẽ để một video hướng dẫn chi tiết ở phía trên này hoặc ở trong phần mô tả phía dưới video. Và tiếp theo với tính năng Face Color cực kỳ hay ho này thì chúng ta cũng có một tính năng Picking Color giúp lấy nét được chính xác, chuẩn xác. Dù cho camera của các bạn đang quay ở chế độ Autofocus hay là Manual Focus thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy các điểm nét ở trên màn hình của F570. Cùng với đó là việc có thể zoom tới 4x, 9x hoặc thậm chí là 16x như thế này thì chắc chắn các bạn có thể xem và nhìn rõ được từng vùng nét, từng điểm nét dù là những chi tiết nhỏ nhất. Và đi đến một tính năng cuối cùng mà mình đánh giá là rất hữu ích ở trên F570, đó là khả năng canh khung hình. Chúng ta có thể thiết lập một đường canh khung hình để từ đó sẽ luôn quay được các nội dung video ở trong vùng an toàn như thế này. Chúng ta cũng thể điều chỉnh thay đổi màn hình ở các tỷ lệ quay khác nhau giúp phù hợp với nội dung video của các bạn. Chiếc Viewer F570 còn chứa đựng rất nhiều tính năng cũng như các chức năng khác nữa, nhưng trên đây đã là những điểm mà mình thấy là ưu việt và nổi trội nhất ở nó. Còn các bạn nghĩ sao? Các bạn đánh giá như thế nào về chiếc màn hình hiển thị lên tới 4K với kích thước chỉ 5,7 inch? Các bạn có cảm nhận gì thì hãy để lại comment ở phía dưới video này nhé. Còn nếu các bạn cảm thấy video hữu ích thì đừng quên bấm like, share cũng như subscribe và ấn nút chuông ở phía cạnh để luôn cập nhật những video mới nhất từ kênh Học Làm Phim. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.